Những ngày giáp Tết Nguyên đán 2024 tại khu vực trung tâm thành phố Sơn La, các gian hàng hoa và cây cảnh đã nhộn nhịp với đa dạng phong phú về chủng loại, tạo nên không khí sôi nổi, đáp ứng nhu cầu chơi hoa ngày Tết của người dân. Chợ hoa Tết cũng là nét văn hóa là điểm nhấn đặc biệt trong các hoạt động chuẩn bị đón Tết Nguyên đán, thu hút rất đông người dân địa phương đến tham quan và mua sắm. Tại các tuyến đường chính trên địa bàn thành phố Sơn La như đường Chu Văn Thịnh, Trường Trinh, Tô Hiệu đã có nhiều điểm bán hoa, cây cảnh lớn nhỏ, ngập tràn sắc màu, mang không khí Tết đến rất gần. Theo ghi nhận, thị trường hoa cây cảnh phổ biến nhất vẫn là các loại cây như quất, đào, mai, hoa lan, cúc mâm xôi, kim ngân lượng với nhiều kiểu dáng, kích cỡ phù hợp với nhu cầu khác nhau của từng khách hàng. Bên cạnh đó, nhiều người dân cũng có nhu cầu mua các loại cây cảnh với trang trí cho không gian ngôi nhà thêm rực rỡ, xanh mát. Tôi có nhập những hoa cúc mâm xôi, cúc Hàn Quốc và các loại quất, hoa cây cảnh lên để chủ yếu phục vụ khách hàng à, mua sắm về để trang trí không gian gia đình qua khảo sát các loại hoa này được bán với mức giá hợp lý tùy theo kích cỡ và số lượng hoa cụ thể cúc có giá từ 170 đến 200.000 đồng một chậu đỗ quyên từ 120 đến 150.000 đồng một chậu quất từ 150 đến 650.000 đồng một cây tùy kích cỡ các loại cây cảnh giá cũng thấp hơn so với mọi năm như cây hạnh phúc từ 170.000 đồng một cây chââu bà đế Cương từ 200.000 đồng một cây Tại gian hàng bán hoa cây cảnh trên đường Chu Văn Thịnh cũng bày bán đa dạng các loại cây cảnh. Năm nay cây Phật thủ chơi Tết có nhiều dáng đẹp mắt và thu hút người mua. Giá mỗi chậu Phật thủ dao động từ 2 đến 7 triệu đồng. Thì yêu người dân thì năm nay cây Phật thủ thì tôi mới là mang lên thì cũng khá bán được nhiều. Và cuốt thì cũng cũng bán được, túc tác thôi. Hoa hết thì cũng bán đều đều, túc tác. Đại khái là từ lúc mang lên cũng bán hàng ngày nào ngày nào cũng túc tác chưa được uh, mua dọn dập như mọi năm lắm. Tết cổ truyền đang đến rất gần, như một thói quen, hầu như ai cũng muốn dành thời gian đến các chợ hoa để cảm nhận không khí Tết. Tiết trời ấm áp sau thời gian rét đậm rét hại trên diện rộng tại địa bàn tỉnh Sơn La hòa vào những sắc hoa đào, hoa mai, quất và lan cùng người đi mua sắm Tết khiến đường phố trở nên náo nhiệt, ấm áp, tưng bừng, sắc xuân hơn.